Theo UNICEF, mỗi 6 giây, một trẻ em bị chết vì suy dinh dưỡng. Mặc dù có rất nhiều cơ quan tổ chức từ thiện đóng góp, viện trợ lương thực, nhưng phần lớn không đủ chất dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể trẻ em. Đó là lý do tại sao vào năm 2002, một doanh nghiệp xã hội được phát triển để giải quyết các vấn nạn trẻ em chết vì suy dinh dưỡng trên thế giới. Nourish the Children không phải là một tổ chức từ thiện, đó là một sáng kiến phi lợi nhuận giúp nuôi dưỡng hơn 100.000 trẻ em mỗi ngày. Chương trình sáng tạo đặc biệt này kết hợp với một công ty phi lợi nhuận vững mạnh và cùng cộng tác song song với các cơ quan đóng góp từ thiện trong việc tổ chức và phân phối, giúp tạo mọi thuận lợi cho sự hỗ trợ hàng trăm triệu bữa ăn bổ dưỡng cho trẻ em. Làm thế nào để Nourish the Children thực hiện giải quyết các vấn nạn phức tạp trên thế giới? Đó là việc nuôi dưỡng trẻ em bị suy dinh dưỡng. Việc đầu tiên là bắt tay làm việc ngay với các chuyên gia Child Development Expert. Các chuyên gia về dinh dưỡng đã rất thận trọng trong việc phát triển Vitamil, một loại thực phẩm dinh dưỡng đậm đặc có chứa 25 loại vitamin và khoáng chất được điều chế đặc biệt cho trẻ em bị suy dinh dưỡng. Vitamil sẽ liên tục được lan rộng vào các khoản đóng góp của quý vị bởi theo sau là sự hỗ trợ và bổ sung nguồn lực tài chính đặc biệt. Sự đóng góp những thực phẩm đặc biệt này sau đó sẽ được gửi đến một trong những cơ quan từ thiện có thẩm quyền trong việc nuôi dưỡng trẻ em. Chúng tôi bảo đảm các thực phẩm sẽ đi trực tiếp vào những nơi trẻ em cần thiết nhất như ở Đông Nam Á, Nam Mỹ và Châu Phi. Trong nhiều trường hợp, Vitamil được phục vụ tại trường học trong cộng đồng nghèo để khuyến khích trẻ em được đi học. Chìa khóa thành công của Nourish the Children phụ thuộc vào hàng trăm ngàn nhân viên và các nhà phân phối cũng như khách hàng mua Vitamil để giúp đỡ trẻ em có nhu cầu cần thiết. Hàng trăm ngàn trẻ em được nuôi dưỡng mỗi ngày với những gói quà Vitamil. Và cho đến nay, ngày càng nhiều trẻ em trên thế giới đang mỉm cười khi họ được hưởng những bữa ăn bổ dưỡng và họ đang cùng đại gia đình tạo ra những nụ cười liên tục trong cuộc sống, hầu xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em nghèo trên thế giới. Vitamil, một món quà của lòng nhân ái. Mỗi đứa trẻ xứng đáng là một tương lai khỏe mạnh, hạnh phúc. Cha yêu em thiết tha, mang gửi con cho từng người, mặt đầy dương mình bông khoác lên.